Xin chào các bác, công trình nhà anh Điệp ở Sóc Sơn chúng tôi đã hoàn thành việc đổ bê tông dầm sàn, cột dầm sàn của tầng 1 là tầng lửng. Đấy, mời các bác xem. Đường cái chúng tôi đã dọn vệ sinh. Đó, dầm đấy. Dầm sàn. Rồi. Đó. Ok ạ.